này của 3 năm trước thì anh em mình có ngồi đây và ăn cá hồi Na Uy sashimi mọi người ạ. Và tiếp tục 3 năm sau, à 3 năm trước, à, ngày hôm nay anh em mình tiếp tục ăn gỏi cá mè. Mình vừa câu được con cá mè hoa mọi người ạ. Cá mè chấm bi. Ôi, ngày hôm nay anh em mình tiếp tục nhớ lại kỷ niệm 3 năm trước thì hôm nay anh em mình sẽ ăn gỏi cá hồi. Nhưng mà không phải cá hồi Na Uy nhé mọi người nhá. Đây là cá hồi Sapa tươi sống luôn nhé mọi người nhá. Nó vừa mới ngược dòng từ xuôi dòng từ Sapa xuôi xuống Ba Vì mọi người ạ. À, vẫn còn tươi sống rẽ đành đạch. Hôm nay anh em mình quyết định là ăn sashimi con này một cách tươi sống nhất và đặc biệt nhất. Ngon nhất. Cực kỳ tươi sống. Đấy. Bây giờ phải làm kiểu gì anh nhỉ? Cứ thái ra ăn thôi. Không, lau khô đã rồi mới thái. Nhớ thì lau khô, cẩn thận đi. Làm mà phải cẩn thận. Làm anh phải giống đầu bếp không người ta. Chả mấy khi mới có con cá hồi tươi sống đâu. Về được đến đây mọi người biết là một con cá nhỏ nhỏ này là nó mất bao nhiêu tiền đi xe. Con này đúng như kiểu mở dương ấy. Hả? Mở dương gì? Khả năng nó có trứng. Ừ. Con này mà có trứng thì đúng là VIP luôn mọi người ạ. Ít, hiếm là hiếm lắm. Mềm lắm, không thấy có. Hiếm lắm, với lại có trứng nó đắt lắm. Đúng đỏ thôi, đắt gì. Riêng tiền xe nó đi nó đã đắt hơn cả tiền người. Ê, đi. Thế lần sau mình cứ mua, mình cứ chọn cái loại to nhất đàn ấy nhỉ. Là sẽ có trứng. Không, mình có được chọn đâu, lên đấy được chọn thì tốt. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm gỏi con này tươi sống nhá mọi người nhá. Cạo vảy. Cạo vảy ớ có chứ. À không, xẻo từ... ra trong mới đấy. Hả? Xong rồi mới lột ra, không cần cạo vảy. Ừ thì phi lê nó luôn, xong rồi tí nữa lột ra. Lấy trước tiên phải lau nước cho em nó sạch sẽ đã, tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ. Nào. Siêu ngon. Trật tự. Nằm lên đây. Đấy. Đấy, thay khăn mới. Chả mấy khi mới có đồ ngon anh em ạ. Lâu rớt rồi, sao lại lấy cái gì nữa. Nào. Chà. Chà. Sướng nha. Giống Nhật Bản. Đấy chưa. Nào, thôi nhá. Mày thích ăn phần nào? Em thích ăn phần trứng. Làm, chưa biết là không có trứng đâu. Không có trứng đâu. Có. Không có trứng đâu. Bây giờ phi lê nó ra đã nhá. Bây giờ phi lê nó ra đã. Chuyên nghiệp. Ui dào này. Ui mày cắt gì nãy bẩn ấy. Nãy em vừa chọc vào đốt. Đấy. Quan trọng là phải sạch sẽ anh em. Ăn uống nó phải đàng hoàng. Thôi hóa kiếp cho mày sang kiếp khác nha. Thật là nhẹ nhàng, sâu lắng, tình cảm. Anh em ạ. Chứ con cá hồi mà giữ nó lại mọi người ạ. Chả mấy khi mà có cá hồi tươi sống đâu. Ây. Thịt nó cam kìa. Thịt nó mềm nhỉ. Ui. Phải cẩn thận anh em ạ. Xuống đến đây á, để giữ được con cá hồi tươi sống từ Sapa về đây thì cả một quá trình ấy. Cả một quá trình gọi là gian nan cực khổ. Mình phải bắt mình phải cho nó ra suối, xong rồi cho nó chạy từ suối trên Sapa chạy về dưới này đấy. Đỉnh cao về chém gió. Nào vào đây. Đấy, cũng dậy nữa. Anh dậy toát lưng rồi thế thì dậy. Ui, quên là cái nhíp. Nhíp làm gì? Nhíp xương. Nhổ xương à? Ừ. Thấy em nó phải cẩn thận. Không, nhíp làm gì? Tí nữa anh lọc xương ra xương, thịt ra thịt. Còn sống luôn này. Mình sẽ lấy một nửa ăn trước đã nhá. Xong một nửa nữa để tươi sống sang bên kia. Anh lọc dối thế. Lần đầu cái gì chả bỡ ngỡ. Ui thịt nó đỏ tươi. Lau luôn. Nhìn nó phải ngon như này. Lau tay
lau tay ngon, ngon như thế này chứ ai như kiểu lau tay dưới đây đấy cái đoạn bụi bụi thôi rồi. Siêu thị ấy nhỉ, siêu thị đều siêu thị nhột nhạt nhỉ. Siêu thị y tính làm gì? Năm năm cẩn thận chọc trứng bịa đó. Yên tâm không có trứng rồi. Thịt đỏ tươi luôn anh em ạ. Nhìn ngon lắm anh. Bắt đầu cảm thấy thèm rồi đấy. Không có trứng, không có trứng anh em ạ. Không có trứng. Không sót viên trứng nào để ăn nhỉ. À giữ, giữ, giữ chặt cái đuôi. Rồi. Ok nha anh em nhá. Nào. À mày lại nhấc ông cậu này sang bên đấy. Nào. Nhấc con này sẽ cho sang bên này nhá. Để anh em mình sẽ giải quyết cái con ấy, đấy đấy. Ấy, rơi khăn rồi. Rồi, anh em mình sẽ giải quyết con này trước đã. Nào bây giờ sẽ đóng thì ai này lại. Sẽ lọc nó lọc bỏ da đây đấy nhá. Đó, lọc ra xong đã. Run. Anh lọc cẩn thận, mất đến thịt ấy. Xí à. Đấy. Lột nó ra mọi người ạ. Nhìn con này ngon, đỏ, áu. Tại vì nó tươi sống cái đầy đầy mà. Run quá, run quá anh em ạ. Hai phần thịt. Một phần bụng và một phần thịt thàn. Rồi, tách cái da nó ra nhá. Để em lột ra. Cứ bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải từ từ. Chuyên nghiệp làm xiết cái xong này. Mình chuyên ăn, mình không chuyên nghiệp. Chuyên làm. Ăn mẹ cả da đấy. Ăn hơi dưới tay một tí. Sao nó cứ đứt đứt ra nhỉ? Lột đi. Em thấy người ta lột cơ. Người ta cứ hứa một tí rồi anh ấy. Ấn vào cả thịt. Ai biết được. Đấy. Ừ. Thì nó phải vào việc không? Đó là lầu. Lột da anh em ạ. Ui dồi ôi. Đấy, mày lau lau cho mọi người xem cái. Nâng niu. Cái này để tí nữa. Rồi biết kiểu rồi, biết kiểu rồi anh em ạ. Tấm thật khô. Được đó. Mà xoa. Anh em mình muốn ăn được miếng cá hồi phải mua bao, mua bao nhiêu cả cái khăn mới này đấy. Để lau. Không cho dính nước.
lột vào cái màng bụng nó mọi người ạ. Ấy trời, con này chuẩn, này chuẩn. Ôi đây, thịt nó đỏ tươi chưa? Đây. Trời ơi, ngon chưa? Tha hồi Sapa nhí. Đứng đây, ngọt này. Đây, à, khăn mới. Khăn mới, đây khăn mới. Nhà mình nhiều khăn mà. Đấy, đặt xuống. Trời ơi, cái thịt ngon. Muốn vào. Dập dập. Rồi, tuyệt vời anh em ạ. Chán luôn nhỉ. Chán luôn. Con á nửa kia để tí nữa. Ăn dần rồi. Để em sợ pha chế nước chấm. Ok ok. Ok nhá mọi người nhá. Em bỏ cái này sang đây nhá. Ừ. Mình sang. Đây, mày 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 cầm lấy miếng cá, mày cầm lấy miếng cá lên để anh lật cái thớt lại. Đấy. Quả này là mặt chín đấy. Rồi. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức cá hồi Sapa. À, tươi sống 100%. Ôi, xương, lúc nãy không lọc xương này. Quên mất. Không rút xương. Vội quá làm quên. Đưa con dao đây. Đi lê bỏ cái xương này đi đã. Nhiều xương quá. Người ta phải lấy nhíp cơ. Không làm tổn thương hết cả phần thịt. Được mình có nhiều mà. Hôm nay thảo có nhất một con là nhiều. Hay biết bao nhiêu người đang ngó. Mới thế mà nhiều. Nó tầm một con là nhiều rồi. Đây, bỏ sang kia. Tí phải dán. Dán cái gì, tí nữa lọc hết chén. Ok nha mọi người nha. Đây. Đó, đem cả phần kia sang đây. Okay. Phần kia đâu? Đây. Dưới. Đấy. Cái này cũng đỏ tươi luôn. Ủa rồi. Em vừa lột bỏ cái lớp màng bụng ấy. Đây. Đây là phần hai phần cá hồi tươi sống nhá. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu tiến hành chén nó. Chén nó. Xương bỏ xương á. Không biết cái gì cả. Người đây đi, đi lọc, cái này dễ lọc anh ơi. Trong phim nó thế này. Con này dễ lọc này. Không, trong phim nó thế này nè. Ấy, bắt chanh, bắt chanh. Đấy. Hay là làm một miếng sống trước. Không, ừ, chấm mù tạt ăn mới sướng. Đưa em cái đấy với. Không, mình phải thử một miếng sống nguyên. Kiểu ăn như kiểu nhà hàng đấy, mù tạt á. Mù tạt này nó sốc lắm, thế nên là dí vào tí thôi. Cháu hiểu đầu bếp nhật thế chứ. Không có một tí canh nào luôn. Đây. Nhiều đấy. Nhiều gì? Anh cho im lại, cho em nhiều đấy. Cái này cay chết bà. Cay đâu? Vâng cả mọi người nhá. Không cay một tí nào. Thịt ngon. Thấy chưa, có cay đâu. Cay đâu rồi. Chốc chốc chốc. Nó lại sống nhiệt. Cay đâu mà cay. Đã xong rồi còn nhấn cái cục đấy. Rồi. Ok nhá mọi người nhá, bây giờ sẽ đem cái bát em cho chi cho một tạt đây. Chụp, ăn cái mức độ ăn tươi sống như thế này nó khác hoàn toàn, còn nó đẳng cấp hoàn toàn như cái món khác đấy mọi người. Đấy. Cái thịt của nó dai, nó không bị bở như kiểu phải nhiều mù tạt ăn mới phê. Kiểu cá để đông lạnh nhá. Thêm cái đũa.
Thôi chén ra đi. Dám ăn luôn đấy. Thịt nó tươi, nó ngọt. Đỏ đây. Con này mà có trứng nữa thì quá tuyệt vời luôn. Anh em. Ui, kỳ thế. Tự nhiên anh đi thái ra. Gặp cả cục ăn mới sướng. Đây, cho mình cả cục luôn. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không? Ép em phải làm miếng à? Chưa cả miếng à? Có chanh không? Không, không chanh à? Chanh, người ta ăn cấu rồi, làm sao người ta ăn chanh? Mời tất cả mọi người nha. Ui, ha 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 ha. Tốt lên tên ông này. Ngon không? Không. Ngon nhá mạn. Như thế chưa chuẩn đâu, chưa chuẩn bài đâu. Ăn cá hồi nó phải thế này này. Cho mọi người biết ăn cá hồi chuẩn chỉnh của nó nhá. Đây này. Lát cá hồi chống chanh á. Tía tô này. Đây. Hai lát gừng này. Chống chanh vậy. Hai lát gừng này. Một là ít dưa chuột này. Một ít dứa này. Rồi. Thì mình đã đả hết cục đấy rồi. Chống chanh nó lại bị chua. Chua. Thì phải thử xem đúng bài xem nó thế nào đã chứ. Quá xe ra. Một miếng. Hai miếng. Đấy, ăn phải phồng mồm đấy này. Rồi. Quấn lại. À, quấn ngầm, quấn ngang. À đâu, không 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 quấn, không quấn, quên, quên. Đây. Xì dầu mù tạt này. Người ta ăn sashimi một miếng, anh chưa ba miếng. Mời mọi người nha. Ui. Ngon không? Em phải làm một quả như thế. Hai, ăn lá tí tô này ngon này. Lá tí tô ngon này, nhưng mà nó phải gọi là đẳng cấp. Hai miếng gừng nhé. Nó phải gọi là đẳng cấp, cái phần sườn này. Phần sườn này mới là sashimi mà. Rồi, cuốn gói lại. Lọc xương. Cách lọc xương ở đầu bếp chuyên nghiệp. Ngon lắm mọi người ạ. Có tía tô mấy cả gừng nó nồng lên thơm. Ăn sướng. Ê, anh chứ bẩn đấy. Lọc xương kiểu thế hả anh em ăn? Từ ăn lọc xương. Ăn này không mồm. Đi lê đi. Ngon. Có lá tía tô ngon. Tía tô mấy gừng. Đỉnh giá màn. Tía tô mấy gừng. Chú cho xem kiểu kia của anh mà. Một cái dứa. Một cái dưa chuột nha. Một tí ớt. À nhiều đấy. Quả này à, đắng cay cục đời. Đấy. Còn không? Hơi ít mù tạt anh em ạ. Chưa ăn thua.
Ngày này 3 năm trước thì Mao Đệ nó lần đầu ăn mù tạt, tập ăn mù tạt, sốc tận óc. Ăn cá hồi, đợt đấy ăn cá hồi Na Uy quấn như kiểu rồi chó nhỉ. Đợt đấy mình chỉ lúc, nó chỉ hơi lông lông thôi. Sau 3 năm thì Mao Đệ ăn như chó. Đợt đấy ăn cá hồi Na Uy nó không ngon. Đợt đấy là ăn cá hồi Sapa tươi sống nhá. Đây nhá mọi người nhìn cái miếng thịt nó đỏ, nó khô này. Ngon không? Đấy, bây giờ mình sẽ ăn một miếng gọi là siêu to khổng lồ như thế này, nó mới chất này. Bắt đẫm luôn em, ngon không? Anh làm miếng đẫm này không? Từ từ. Sao? Thế nào? Ăn nó phải thế này này. Thông hết mũi luôn. Ăn nó phải thế này này. Đấy, chỗ cầm của tao rồi. Thông hết cả mũi, sướng. Hạt chanh, vài cái hạt chanh thôi. Ok. Ui. Ui, trúng luồng. Đúng trúng luồng. Đã quên. Anh ăn như thế thì phá sản. Cá hồi rất là đắt, một đã một miếng hết một góc con cá hồi. Từ trúng luồng. Chỗ này có xương chứ không thì mình sẽ tiếp tục bỏ xương vào chỗ này đi. Nay nó mới đã chấm đẫm mù tạt. Nên đem cái nhíp đi rổ xương nhỉ. Ngon quá. Ngon quá ngon. Mới được ăn cá hồi ngon như này. Tại vì ở dưới mình không có cá hồi. Cá hồi thì lần đầu tiên mà để ăn cá hồi ngon cá hồi tủ lạnh thôi. Ăn ở trên Sapa TV ấy nhỉ. Trên trên đấy trên nhà hàng bố bạn ở trên Sapa cực kỳ ngon. Để ăn cá tầm nhưng mà con cá tầm thì to nhưng mà thật ra cá tầm không ngon bằng cá hồi. Cá hồi thì chỉ có ăn sống là ngon nhất. Còn không phải thì ăn được trứng cá tầm. Chưa được ăn trứng cá tầm. Trứng cá hồi thì được ăn rồi. Được chưa không ạ? Đẫm à. Nhìn đây này, đây mới là quả sashimi chính hiệu này. Mình sẽ làm quả sashimi chính hiệu nhá. Mời mọi người nhá. Quả này mới là chính hiệu này. Đây này. Đây mới là quả sashimi chính hiệu nhá. Ui, dai 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 dai. Ui. Chết mẹ mày đi. Ăn lắm mù tạt vào. Ui giời ơi. Ui. Ui giời. Đi rồi còn đòi lãng mạn. Đây này, nhìn thế này. Cảm ơn quả tay. Phí miếng ngon quá. Đây. Đây mới là sashimi nhá. Quấn bằng cá hồi luôn. Một miếng này. Ngâm chanh nó tái lên nó thế này đấy chứ bình thường nó đỏ như thế này cơ mà nhỉ. Ngâm chanh nó tái. Đấy. Hai lát gừng này.